Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Điều kiện cho phép tổng trọng thăm Mỹ là gì? VOA tiếng Việt ngày 15 tháng 9 có bài Việt Nam, Tổng Bí thư Trọng chưa thăm Mỹ được vì điều kiện chưa cho phép. VOA cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải thay đổi lịch trình làm việc để gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem đó như là một điều chưa từng có tiền lệ đối với Nhà Trắng. Ban đầu, Tổng thống Joe Biden mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, nhưng do điều kiện chưa cho phép, Tổng Bí thư chưa thực hiện được chuyến thăm đó và đã gửi thư mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam. Trang VN Express dẫn lời ông Ngọc nói hôm 14 tháng 9, hình ảnh bài trên VOA. Tuy nhiên, ông Ngọc không nêu rõ điều kiện đó là gì. Ông Ngọc xem đây như là một thắng lợi cho giới lãnh đạo Hà Nội. VOA dẫn lời nhà quan sát tình hình chính trị Quang Hữu Minh ở Việt Nam chia sẻ quan điểm. Không hẳn ông Trọng sức khỏe kém đâu. Tôi nghĩ yếu tố sức khỏe cũng chỉ tương đối thôi. Vấn đề ông Trọng bị sức ép từ Trung Quốc là một chuyện nữa. Theo VOA, trong chuyến công du châu Á tuần trước, ông Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 9 và 10 tháng 9, sau đó tiếp tục có chuyến thăm lịch sử tới Hà Nội để nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam. Vào ngày 6 và 7 tháng 9, bà Harris thay ông Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại Jakarta, Indonesia, cùng với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á quy tụ ASEAN và các đối tác. VOA cho biết, truyền thông Hoa Kỳ nhận định rằng cả hai chuyến thăm đến Ấn Độ và Việt Nam của ông Biden đều được coi là động thái thúc đẩy hơn nữa của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á. Tại Hà Nội, Tổng thống Biden tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đây là một bước nâng cấp quan hệ lớn đối với Hoa Kỳ của quốc gia ngay trước ngưỡng cửa Bắc Kinh. Phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Biden nói Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc và rằng chuyến thăm này không nhằm mục đích khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh ở Trung Quốc, mà đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mang lại sự ổn định toàn cầu. Mà đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mang lại sự ổn định toàn cầu bằng cách xây dựng các mối quan hệ của Mỹ trên khắp châu Á. Vẫn theo VOA, ngay sau chuyến thăm của ông Biden, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có khả năng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam giữa lúc Washington đang săn đón ve vãn Hà Nội. Hình ảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. VOA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói, Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm và hội kiến với tất cả bốn đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đã đến tòa nhà Quốc hội để hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và chứng kiến lễ trao kỷ vật chiến tranh của các cựu chiến binh hai nước. Nhưng VOA cho hay, chính cuộc gặp tại tòa nhà Quốc hội ở quảng trường Ba Đình đã gây bão mạng xã hội ở Mỹ khi ông Biden đăng nhầm hình các vị chủ tịch của Việt Nam. Theo đó, trang New York Post hôm 12 tháng 9 cho biết ông Biden đã xóa toàn bộ nội dung dòng tweet trên trang mạng X, trước đây là Twitter, liên quan đến cuộc gặp giữa ông chủ Nhà Trắng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhưng lại đăng hình chụp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. VOA tiếp tục cho biết trên trang X, một phóng viên của trang Town Hall chia sẻ nội dung được cho là đã bị Nhà Trắng xóa, trong đó ông Biden bắt tay ông Huệ cùng với dòng tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng cảm ơn ngài vì cuộc gặp hiệu quả như vậy. Sự hợp tác này nhằm phát huy tiềm năng của người dân chúng ta và cùng với đó là một loạt các khả năng đáng kinh ngạc. VOA bình luận có lẽ vì trong khoảng thời gian ngắn mà ông Biden lại gặp riêng cả bộ tứ lãnh đạo của Việt Nam khiến ông Biden, 80 tuổi và các thành viên Nhà Trắng không khỏi sai sót. Nhà Trắng không đưa ra bình luận về việc xóa dòng tweet này, VOA cho biết thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Điều kiện cho phép Tổng trọng thăm Mỹ là gì? Thủ chính sang Trung Quốc ngay sau khi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ để Trung Quốc nguôi giận. VOA tiếng Việt ngày 14 tháng 9 có bài Thủ tướng Việt Nam công du Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Theo VOA, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ công du Trung Quốc không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất giữa lúc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 11 tháng 9 sau khi gặp mặt tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn truyền thông Việt Nam, theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 9 cho biết ông Chính sẽ công du Trung Quốc ngày 16 và 17 tháng này, theo lời mời của chính phủ Bắc Kinh. Các báo cáo trong nước đồng loạt đưa tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CA Expo
và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS tại thành phố Nam Ninh ở tỉnh Quảng Tây như những hoạt động chính của ông khi tới Trung Quốc. VOA nhận xét các lãnh đạo Việt Nam thường gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước hoặc sau khi tiếp đón hay công du Mỹ. Đây là một động thái được nhiều nhà quan sát cho là nhằm cân bằng quan hệ với hai siêu cường và tránh làm cho Trung Quốc tức giận. VOA cho biết trước khi có thông tin Tổng thống Biden sẽ đến thăm Việt Nam, ông Chính đã đến Bắc Kinh hội kiến Thủ tướng Lý Cường vào tháng 6. Tại Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đầu tháng 9, ông Chính lại gặp ông Lý Cường khi cùng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Jakarta, Indonesia. Tại cuộc gặp này, hai thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Vẫn theo VOA, chỉ vài ngày trước khi ông Biden tới Hà Nội, Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón trưởng ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Cuộc gặp được cho là nhằm tăng cường sự tin tưởng giữa hai đảng trong lúc Hà Nội và Bắc Kinh kỷ niệm 15 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, vào cuối tháng 8, ông Trọng đã cùng đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội, ông Hùng Ba, lên Lạng Sơn để tham quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị giáp biên giới hai nước. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 6 tháng 9 vừa qua. VOA dẫn truyền thông trong nước cho biết dự kiến sau khi thăm Trung Quốc trong tháng này, ông Chính sẽ đến Mỹ tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Chính dự kiến sẽ phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hội kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng như Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bên cạnh các cuộc thảo luận tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đồng thời, VN Express cho biết người đứng đầu chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ hội kiến với lãnh đạo chính quyền Quốc hội Mỹ và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng như một số hoạt động đối ngoại khác. Chuyến công tác Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay sau khi chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Biden, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả của chuyến thăm của Tổng thống Biden, bà Hằng được VN Express trích lời. VOA cho biết thêm, sau các hoạt động tại Mỹ, ông Chính sẽ tới Brazil trong chuyến thăm cấp nhà nước và dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Lula da Silva cũng như gặp lãnh đạo Quốc hội Brazil. Brazil hiện là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Thủ Chính sang Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ để Trung Quốc nguôi giận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo .d.